Ngày 17 tháng 7, tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đón đoàn gần 2.000 khách đến từ Tổng công ty May Bắc Giang do Flamingo Z Tour tổ chức. Đầu tiên và có đưa được nhiều công nhân đến với chúng tôi để làm sao đấy để mang tính chất là gắn bó thêm tình gắn bó của các công nhân, và cũng là đây là một cái hoạt động hết sức là có ý nghĩa trong cái việc là chăm lo cái điều kiện cho cán bộ công nhân của tổng công ty. Và hôm nay với cái minh chứng là gần 2.000 các vị khách đã đến với Thanh Hóa, cũng là một trong những cái nỗ lực cố gắng trong thời gian vừa qua. Thanh Hóa đang muốn cố gắng để hình thành những cái sản phẩm du lịch có thể cung cấp đến cho tất cả các vị khách quý. Được biết, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, Flamingo Z Tour phục vụ đoàn khách Mai du lịch kết hợp sự kiện trải nghiệm tour Lam Kinh Sầm Sơn với lộ trình 3 ngày 2 đêm. Chương trình của đoàn bao gồm các hoạt động tiêu biểu như trải nghiệm con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh, lễ báo công và dâng hương, tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Cùng với đó là các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện tại khu du lịch biển Sầm Sơn như dạ tiệc Galadiner, chương trình team building tại bãi biển. Đây là lần đầu tiên cái sự trải nghiệm của tất cả anh em của May Bắc Giang là có đoàn của cảnh giao thông dẫn đường, rất cảm động, và chúng tôi sẽ luôn luôn lựa chọn Thanh Hóa là cái điểm đến tổ chức cho những cái đoàn lớn trong năm tới. Đây là sự kiện khẳng định niềm tin của khách du lịch nói chung, của Tổng công ty May Bắc Giang nói riêng khi chọn Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là khả năng cung ứng dịch vụ cùng lúc cho số lượng lớn khách du lịch của các khu điểm du lịch tại Thanh Hóa. Hoạt động này là kết quả minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng, hoàn thiện sản phẩm kích cầu du lịch trong tình hình mới, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ linh hoạt đối với các công ty lữ hành và đoàn khách Mai. Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, với sự hỗ trợ của ban quản lý khu di tích và đặc biệt là sự chào đón và hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì chương trình đã được tổ chức rất là thành công, tạo ra sự hoan hỉ, vui vẻ và rất phấn khởi của du khách, cũng như là rất thuận lợi cho các tổ chức của doanh nghiệp lữ hành. Redtour sẽ tiếp tục lựa chọn Thanh Hóa là một trong những địa điểm trọng tâm để có thể là tư vấn để thu hút các đoàn khách Mai lớn đến với tỉnh và trong tất cả các cái mùa trong năm. Ngay sau khi kết thúc hoạt động tham quan tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, đoàn tiếp tục hành trình đến với khu du lịch biển Sầm Sơn và kết thúc chuyến tham quan nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa vào ngày 19 tháng 7.